Toàn khu vực của tỉnh. Tại Đắk Nông, giá cà phê ngày hôm nay từ 33.800 tới 33.900 đồng trên 1 kg. Ở thị xã Giang Nghĩa là 33.900 đồng trên 1 kg. Còn ở huyện Đắk Rơ Lấp có giá là 33.800 đồng trên 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng ngày hôm nay đang có ở mức là 33.600 tới 33.700 đồng trên 1 kg. Tại thành phố Bảo Lộc, giá cà phê là 33.700 đồng trên 1 kg. Còn tại Di Linh và Lâm Hà của tỉnh này có giá là 33.600 đồng trên 1 kg. Giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay hiện có mức là 34.900 đồng trên 1 kg. Như vậy, ở phiên giao dịch thứ hai trong tuần này thì giá cà phê ở khắp các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã tăng tiếp lên 300 đồng trên 1 kg. Và đây đúng là một tin vui cho bà con, nhất là bây giờ đang vào chính vụ thu hoạch. Hy vọng những ngày tới giá cà phê tiếp tục tăng lên. Các bạn vừa nghe bản tin giá cà phê ngày 26 tháng 11. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin ngày mai.